Dạ vâng. Em Hùng xin chào thầy các bác ạ. Và hôm nay thì em Hùng sẽ giới thiệu cho các bác một dòng vang số cho chất âm rất là hay và giá thành thì rất là hợp lý, dễ tiếp cận với tất cả các bác. Và các bác có thể là đi sử dụng trong gia đình này, hoặc là những cái show đám cưới, hoặc là các bác có thể là sử dụng trong những quán karaoke kinh doanh thì cho chất âm rất là tuyệt vời các bác nhé. Và hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho các bác là một mẫu sản phẩm đến từ nhà hãng của PS Audio. Và có em nó có model là K900 Pro. Và trong series K của nhà hãng PS thì sẽ gồm có 3 phiên bản. Một phiên bản đàn em sẽ là K800 Pro và một phiên bản là K900 Pro và một phiên bản đời cao nữa là K1000 Pro, phiên bản đàn anh đời cao nhất các bác nhé. Và hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho các bác là một phiên bản K900 Pro. Với giá cả thì rất là hợp lý phải chăng? Với mức đầu tư chỉ khoảng là trên dưới 5 triệu đồng thôi thì các bác có thể là sử dụng ngay cho mình một chiếc vang số nhập khẩu chính hãng và bảo hành các bác lên tới là 2 năm. Đó. Và trước khi review về sản phẩm này thì em sẽ giới thiệu cho các bác về phần phụ kiện của em nó nhé. Và về phần phụ kiện đi kèm của em nó sẽ gồm có một cái cáp USB để cho các bác có thể là kết nối máy tính và vang để căn chỉnh ở bên trong. Và một sợi dây nguồn. Và một cái điều khiển để cho các bác có thể là đứng từ xa, to nhỏ, nhạc, mic và chuyển các cái chế độ. Và các bác không phải là ra chỗ vang để vặn volume đâu. Và có thêm một cái quyển catalog và một cái đĩa phần mềm. Và đây, thì đây chính là cái nhân vật chính của chúng ta đấy ạ. Và trước mặt các bác đây, các bác có thể là nhìn thấy giao diện của em nó sẽ thiết kế một mặt màu đen tuyền các bác nhé. Màu đen này thì các bác có thể là dễ dàng phối ghép với tất cả những cái bộ dàn trong gia đình, nhìn rất là đẹp và sang trọng, lịch sự đúng không ạ? Và em nó được thiết kế một mặt phay nhôm liền khối các bác nhé. Mặt phay nhôm xước liền khối, nhìn rất là đẹp. Và em nó được sử dụng chip là con chip đời cao nhất bây giờ các bác nhé. Một con chip DSP Analog Device 21571 đến từ Mỹ. Và toàn bộ chip và linh kiện của em nó đều được nhập khẩu và lắp sản xuất tại Mỹ các bác nhé. Đấy, chip rất là cao. Với con chip này thì cho tốc độ xử lý rất là nhanh và cho tiếng nhạc thì rất là chi tiết và trong trẻo. Cho tiếng mic thì hát rất là nịnh tiếng, dễ hát các bác nhé. Đấy. Và đây thì các bác có thể là ngắm qua. Em sẽ quay một vòng cho các bác có thể đánh xem đằng trước và đằng sau của em nó. Với mẫu vang số này thì các bác có thể là chỉnh tay được 99% các bác nhá. Đấy. Ở trên này thì các có sẽ có các cái phần nút như là tăng căn chỉnh của mic này, effect này và nhạc này, chuyển các cái chế độ và các cái phần main, sub và các cổng SLSR. Đấy, và các cái phần new và gọi mode. Đấy. Con này thì các bác có thể là chỉnh được 99% bằng tay các bác nhé. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Với thiết kế 4 nút volume ở đằng trước sẽ là nút volume của nhạc này, effect này và mic. Và một núm control để cho các bác có thể là căn chỉnh thông số chi tiết bằng tay ở trên này các bác nhé. Và hiển thị một màn hình lớn hiển thị các cái thông số kỹ thuật ở trên này, gồm nhạc, mic và effect và các cái chế độ chuyển mode. Và một mắt IR để cho các bác có thể là dùng điều khiển từ xa. Và đằng trước của em nó sẽ có thêm là 3 cổng mic ở đằng trước và 3 cổng, 3 cái volume căn chỉnh gain. Và đối với mẫu vang số này thì sẽ tích hợp là 5 cổng mic để cho các bác có thể là dễ dàng phối ghép như là dùng mic có dây được và mic không dây cũng được các bác nhé. Đấy. Và ở bên trên của em nó thì sẽ gồm có một cái tem xác thực chính hãng của nhà hãng. Các bác có thể là check này, check mã này hoặc là cào ra để kích hoạt bảo hành. Và một cái tem cờ của nhà hãng PS Audio ở đây. Và ở đằng sau của em nó thì cũng được kết nối rất nhiều những cái cổng ăn chơi các bác nhá. Đây, đằng sau của em nó sẽ gồm một cái nút nguồn ở đằng sau này. Và một cái quạt để tản nhiệt làm mát bên trong bộ mạch hoạt động. Và các cổng input đầu vào như là input 1, input 2 và cổng quang.
Và cổng out ra của em nó sẽ có một cổng live stream, cổng rack out. Và cổng out để các bác có thể là xử lý nhiều các cái đôi loa hoặc là center hoặc là sub, rất nhiều cái cổng các bác nhá. Thiết kế là 6 cổng, 2 cổng main chính và một cổng center, một cổng sub và hai cổng surround. Đấy, các bác có thể là sử dụng rất là nhiều loa và nhiều sub đều được các bác nhá. Và đằng sau của em nó nữa, cuối cùng sẽ là gồm có hai cổng cắm mic ở đây, thì các bác có thể là sử dụng mic không dây để dây rắc nhìn cho nó đẹp mắt và rất là dễ dàng các bác nhá. Đấy, và gồm có một cái tem bảo hành của nhà hãng đấy ạ. Và chiếc vang số này thì sẽ được sản xuất vào tháng 11 năm 2023, cuối năm 2023 và đầu năm 2024. Ok, và sau đây em sẽ cho em nó lên và test một bản karaoke và các bác có thể là trải nghiệm chất âm với chiếc vang số K900 Pro này nhé. Đừng không đọc sâu, đừng rốt ráo như nó
Vâng, và vừa rồi thì các bác đã vừa được trải nghiệm chất âm với chiếc vang PSK900 Pro này rồi đúng không ạ? Cho tiếng nhạc rất là tuyệt vời, trong trẻo, chi tiết. Và hát karaoke thì tiếng echo reverse rất là nịnh giọng các bác nhá, dễ hát, phù hợp với tất cả các bác. Ví dụ như bác nào mà hát kém thì các bác có thể là sử dụng chiếc vang này thì hát nó dễ dàng hơn và không bị mệt mỏi đâu các bác nhá. Và các bác có nhu cầu về những sản phẩm trên thì có thể gọi điện trực tiếp qua số hotline bên em các bác nhé. Và em xin kết thúc clip tại đây. Xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bác ạ. Và các bác có muốn tư vấn và tham khảo những sản phẩm trên thì có thể gọi điện qua số hotline bên em. Có số điện thoại là cơ sở 1 0919 18233 và 086 999 7229. Cơ sở 2 có số điện thoại là 098 235 2313. Hoặc là các bác có thể đến cơ sở bán lẻ có địa chỉ tại cơ sở 1 là 364 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội, cơ sở 2 là 48B cư xá Bà Điểm, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, nằm trên quốc lộ 22 và cách bến xe An Sương 500 đến 700m. Và bên em thì có giao hàng toàn quốc các bác nhá. Và em xin dừng clip tại đây. Thân xin thân ái và chào tạm biệt tất cả các bác ạ.